Vào ngày mai mùng 6 tháng 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tổ chức lễ khánh thành dự án cáp ngầm 110 kV xuyên biển Hà Tiên Phú Quốc. Đây là dự án có khả năng truyền tải công suất lớn nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định cho huyện đảo Phú Quốc từ hệ thống điện quốc gia. Theo đó, từ ngày 2 tháng 2, giá bán điện trên đảo Phú Quốc sẽ được áp dụng theo thông tư ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Công Thương. Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ hoàn thành và đóng điện vào đầu quý 3 năm 2014. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, dự án đã hoàn thành sớm hơn dự kiến trên 6 tháng. Với việc hoàn thành dự án cáp ngầm 110 kV xuyên biển hạt tinh Phú Quốc vào đầu tháng 2 này, người dân và các doanh nghiệp trên huyện đảo Phú Quốc sẽ được sử dụng một nguồn điện an toàn, ổn định, đem lại giá trị thu nhập tăng thêm trên 200 tỷ đồng do được giảm giá điện.